các bạn, tôi có ý tưởng cho một bài hát để hát cho vở kịch của trường. Tuyệt vời, nó là gì Wendy? Đó là một bài hát về mỗi chàng trai và cô gái trông khác nhau ở bên ngoài. Nhưng thật sự, tất cả chúng ta đều giống nhau ở bên trong. Ý bạn là gì? Tôi sẽ chỉ cho bạn, sau đó tất cả chúng ta có thể tập luyện cùng nhau tối nay cho vở kịch ngày mai. Nghe tốt với tôi. Ma bê tròn, cằm chè sâu, hồng bờ môi, răng trắng tươi, tóc đo hòe, thật đẹp ghê, mắt màu xanh, trông yêu ghê. Trái tim này, ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, môi cách làm, ôi đặc biệt ghê. Bạn làm bọn tôi luôn mỉm cười, riêng biệt, riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Oh Wendy, bài hát này thật là hoàn hảo cho vở kịch. Oh, tôi hiểu nó là gì. Tất cả chúng ta có thể trông khác nhau, nhưng trong trái tim của chúng ta, tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chính xác. Bây giờ đến lượt bạn Carol. Bạn đóng vai chính và bạn nói cho Nathan biết điều gì khiến anh ấy trở nên đặc biệt. Chắc chắn rồi. Ma bê tròn, mùi dễ thương, mặt đẹp xinh, áo ngộ ghê, tóc sắc nâu, nhìn vào đây, mắt màu nâu, trắng cao mây, với trái tim, ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, ôi quá tuyệt, trong mọi mặt luôn, mang lại niềm vui, suốt cả ngày. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Oh, gee, điều đó làm cho tôi cảm thấy rất đặc biệt. Bạn thật đặc biệt. Được rồi, Nico, bạn lên sân khấu trung tâm. Nathan, hát đi. Bạn hiểu rồi. Ma bê tròn, tóc thì xoăn, nhảy vòng quanh, khắp nơi đây, phong cách tuyệt, tự tế cười, mắt màu xanh, không dối gian, với trái tim, ôi đầy tình yêu, chàng đôi thay, trí tuệ thông minh, môi cách làm, ôi đặc biệt ghê, bạn làm bọn tôi luôn mỉm cười. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Ma bê tròn, tóc vàng hoe, thể hiện ra quan tâm chúng ta, cái nút mùi, thích tạo dáng, thích cùng chơi với nhau cả ngày, với trái tim, ôi đầy tình yêu, chẳng đôi thay, trí tuệ thông minh, mỗi cách làm, ôi thật là vui, bạn làm bọn tôi luôn mỉm cười. Riêng biệt, mỗi chúng ta luôn riêng biệt, riêng biệt, riêng biệt, tất cả chúng ta riêng biệt. Điều đó thật tuyệt. Được rồi các bạn, chương trình sẽ diễn ra vào tối mai. Về nhà và ngủ một giấc ngon lành. Cảm ơn Wendy. Ngủ ngon các bạn. Tạm biệt. Tạm biệt. Ngủ ngon. Tạm biệt. Ngủ ngon. Em nghĩ đã đến lúc các con ngủ trưa. Ba đến đây. Này các con yêu, mình ngủ trưa thôi. Con thấy mỏi mệt, ta ngủ trưa thôi. Giờ ta đi ngủ, ta ngủ ta mơ. Giờ chúng ta ngủ trưa liền nhé. Không ngủ trưa đâu mà, không không không, hễ thức ngủ.
rồi, để em thử. Mẹ cả con hơi, mình ngủ trưa nhé. Mang chúng nó theo, ta ngủ trưa thôi. Là em búp bê với gấu tên đi yêu. Tất cả chúng muốn ngủ trưa. Không không ngủ trưa đâu mà. Này em ơi, mình ngủ trưa thôi. Mang cho con theo, ta ngủ trưa thôi. Và cho con nó thích ôm chặt chúng nó. Thật rất vui chú ấy ngủ trưa. Chơi peekaboo nào. Peekaboo không phải dành cho trẻ con sao? Không, bơm bút đi peekaboo. Yeah, nó giống như chơi trốn tìm hơn. Và khi chúng ta tìm thấy nhau, chúng ta thực hiện điệu nhảy peekaboo. Xem cái này. Peekaboo, trốn nơi đâu? Dù có trốn bất cứ nơi đâu, chúng ta tìm peekaboo. Hay bạn rồi, sao đôi tay nhỏ của bạn thấy bạn rồi. Này thân trốn đâu, này thân trốn đâu, cậu ta trốn đâu chẳng thấy đâu. Này thân trốn đâu, này thân trốn đâu, cậu ta đây phía sau cái cây. Peekaboo thấy bạn rồi, phía sau đôi tay nhỏ của bạn. Bắt được rồi. Thấy bạn rồi. Carol trốn đâu, Carol trốn đâu, mình đang kiếm tìm đông vơi xa. Carol trốn đâu, Carol trốn đâu, cô ấy đây dưới cầu trượt này. Peekaboo thấy bạn rồi, phía sau đó quấy kìa. Bắt được rồi. Mặc đâu mất rồi, mặc đâu mất rồi, cậu ta chắc là dưới đá đây. Mặc đâu mất rồi, mặc đâu mất rồi, cậu ta đây trong hộp cát này. Đi cà phu thấy bạn rồi, phía sau đó quấy kìa. Nico trốn đâu, Nico trốn đâu, cậu ta trốn rồi, trốn đâu mất. Nico trốn đâu, Nico trốn đâu, cậu ta đây phía sau cổng đây. Đi được rồi. Thấy bạn rồi. Wendy trốn đâu, Wendy trốn đâu, cậu ta trốn rồi chẳng nói đâu. Wendy trốn đâu, Wendy trốn đâu, cậu ấy kia ở dưới băng chuyền. Bị cao thấy bao rồi, phía sau đôi tay nhỏ
thật là một con sư tử to lớn. Và nhìn vào con chuột nhỏ xíu đó, tôi tự hỏi họ có phải là bạn không? Sẽ kể cho hai em bé nghe câu chuyện về sư tử và chuột nhé. Yeah! Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử đó. Yeah! Chuột đó với sư tử này. Một ngày chuột đi đến đây, đi xuống khu rừng này, cô ấy bỗng gặp gặp sư tử đây. Cô đang làm gì vậy, hàng xóm của tôi? Sư tử liền băng bắt lấy con chuột, nhấc vào cô ấy. Thưa ngài, để tôi đi. Thả cô đi, tại sao nào? Nếu ngài để tôi đi, thưa ngài, tôi đây giúp ông trong một ngày. Con sư tử cười rất to. Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta ư? Ngươi là một con chuột nhỏ ngớ ngẩn. Được rồi, ta thả ngươi đi. Wow, bạn thật là dũng cảm. Một ngày kia, sư tử chúng ta chạy nhanh, ô nhanh qua, rồi dầm lên một tấm lưới cũ kia và lọt vào bẫy đó. Giúp tôi, giúp tôi nào, ai đó giúp tôi đi nào. Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này. Sư tử gầm, chuột nghe tiếng kêu và biết cô phải làm gì. Gọi bạn của mình đến giúp con sư tử kia cắn dây thừng và bắt đầu nhai. Nhâm 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 nhâm. Chuột đã cứu mình, mặc dù bạn nhỏ bé, người bạn khi xưa chẳng nên các bạn của tôi. Chẳng có chi chúng ta bạn bè là bạn của nhau, thật là tuyệt phải không? Chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử này, chuột đó với sư tử đó. Và họ đã là những người bạn tốt nhất kể từ ngày đó. Xoay nó lên với nhiều khối lắm, thật dối bên.
xây lên, được xây lên, được xây lên. Lớp đất Green đang được xây lên, em bé ngọt ngào. Mình nghĩ cây cầu được xây dựng bởi tất cả mọi người. Ừ, nó trông đẹp đó. Lớp đất Green trông đẹp lắm đây, đẹp lắm đây, đẹp lắm đây. Lớp đất Green trông đẹp lắm đây. Kìa bé yêu này. Em nói gì bây giờ hả Johnny? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Yeah. Uh-huh. Yeah. Năm bé trẻ con đây, năm bé trẻ con đây. Yeah.
thật sợ ghê. Côn trùng kia chúng nó, đó trên nhà kia chúng bò, chúng nó dưới tấm thảm này. Này, có chuyện gì vậy Nathan? Tại sao hôm nay bạn lại im lặng vậy? À, một vài bạn trong trường trêu chọc mình. Họ gọi tớ là Humpty Dumpty. Bạn biết đó, đôi khi tớ hay ngã khi đá bóng. À, đừng lo lắng Nathan, chúng tớ sẽ đỡ bạn khi ngã. Đó là điều mà bạn bè nên làm. Ha ha ha, bạn an tâm, chúng tớ sẽ cổ vũ bạn. Các bạn trong trường sẽ nói gì nhỉ? Nào, hãy để tôi hát cho bạn nghe. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, ngủ của vua cha và quân lính của ông, Humpty không thể ở trên tường này nữa đâu. Nathan tội nghiệp, điều đó thật không hay. Nào, nâng cầm cậu ấy lên, tôi biết làm thế nào để bài hát này làm bạn vui hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tên kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đứng dậy mà thôi. Woohoo, ha ha. Hy vọng bạn cảm thấy tốt hơn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, bạn bè của anh và gia đình của anh, đưa tay nâng đỡ anh sẽ đứng dậy mà thôi. Ôi cảm ơn Karen, bạn thật ngọt ngào. Chúng ta là bạn bè, những người đàn ông, chúng tớ luôn theo sau bạn. Đúng đó. Đừng nghe các bạn ở trường, chúng tớ yêu bạn như chính bạn. Bây giờ hãy để mình hát cho bạn nghe nhé. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, mọi người đồng lòng chàng trai và cô gái nâng Humpty lên cùng với tiếng vỗ tay. Giờ tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ tất cả hãy cùng hát với nhau và đừng quên, chúng tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhiều bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Humpty Dumpty ngồi ở tường kia, lần này thì anh chẳng ai ngờ đâu, vì nhờ bạn bè giúp anh cẩn thận hơn, anh sẽ không ngã nữa đâu bạn ơi. Nhìn này, một con nhện đáng sợ. À, đâu? Này, đừng nói dối nữa Mark. Con chưa bao giờ nghe câu chuyện về cậu bé nói dối à? Dạ chưa, kể con nghe đi. Cậu bé chẳng thường luôn nói dối. Cậu thường hay nói dối. Có chú bé kia cậu bé chẳng cường. Chú xem chúng đi và chúng ngủ khò. Quá chán thế là anh có mù đồ. Hỏi tìm gì thôi, gì đó để làm. Để tất cả mọi người lại đây mau. Có con sói to trong thị trấn. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Chẳng thấy sói đâu, cậu bé dối lừa. Và người dân đã tin đã chạy đi ra ngoài. Chúng tôi đến đây, con sói đâu rồi? Cứu cậu bé đi, cứu lấy bầy cứu. Cậu cười to đến chảy nước mắt. Ha ha ha, tôi nói dối lại tin. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Hôm sau ngày cậu bé đi chăn cừu. Ôi thật là chán ghét, những con cừu chẳng nói chi. Con quá chán rồi nên có âm mưu. Mình sẽ làm cho cả làng hét lên. Tất cả mọi người lại đây mau. Có con sói to trong thị trấn. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Thêm một lần chẳng thấy sói nó ở đâu. Nhưng người dân đang ở nơi đó một phen lo sợ. Chúng tôi đến đây, con sói đâu rồi? Cứu cậu bé đi, cứu lấy bầy cứu. Cậu cười to đến chảy nước. Cậu thường hay nói dối. Đến một ngày khi cậu
cậu bé ngu say. Một con sói thật to chạy sao bay cứu, khi đứng dậy ngạc nhiên khi thấy một con sói thật to ở trước mặt anh ta. Đây này mọi người ơi, giúp tôi đi, con sói lớn xấu xa đuổi theo cụ của tôi. Cậu bé, cậu bé, cậu thường hay nói dối, tất cả dân làng nghe tiếng khóc than, nhưng họ chẳng quan tâm cậu bé chẳng cứu. Cậu bé này luôn khóc luôn lừa, lừa dối chúng ta với lời nói dối. Không ai giúp cậu ta, không quan tâm. Có một con sói thật đó tôi thề. Cậu bé, cậu bé, cậu thường hay nói dối. Với bài hát này đây, chúng ta học dối lừa mọi người, chúng ta sai lầm. Chẳng ai tin lời con nói nữa đâu, đến khi muốn ai giúp chẳng ai giúp mình. Xin lỗi đã lừa các bạn, mình chẳng bao giờ nói dối nữa. Cậu bé, cậu bé, cậu bé chẳng cứu cậu ta nói dối. Cậu bé, cậu thường hay nói dối. Ờ các bạn, lần này thực sự có một con nhện. À! Làm tốt lắm vì đã nói thật mà. Yeah, sẽ không còn cậu bé nói dối nữa đâu. Sẵn sàng nghe kể chuyện chưa hai cô bé? Yeah! Yeah! Chắc và cây đậu thần thì sao? Hoàn hảo. Ở chàng trai cậu bé chắc kia, và chắc sống với làm việc ở đây. Bỗng một ngày mẹ chắc nhận ra hạt giống đã hết chẳng còn. Phải nghĩ cách thôi, phải nghĩ cách thôi. Hạt giống chúng ta cần mua với nhiều thức ăn. Chắc chúng ta phải bán con bò, thì chẳng hay đi đến đó. Con bò chúng bước đi thì chân đi về gặp bác nông dân. Bác có món hàng cậu bé kia ơi, bò này đôi ma thuộc đầu thần. Phép thật ư, biến đâu phép ư, chồng chúng lớn lên cây đầu rất to. Chồng chúng trên mặt đất chỉ một đêm thôi, đầu sẽ vươn lên cao, vươn lên trời cao. Và chẳng mang con bò đổi lấy đâu thân, trời chẳng nắm chặt đâu ở trong tay. Chắc chạy ngay đi về nhà để chắc què, chú thấy mẹ buồn ghê. Ôi trời đất ơi, chắc trời đất ơi, ngốc quá chắc ơi, lấy đậu này làm gì? Mẹ rất buồn nên chẳng cũng buồn, và cậu đem đâu thân ra ngoài bãi cỏ. Sáng thức dậy chắc nhìn thấy chi, cái đậu khổng lồ cao vơi xanh tươi. Đường dân đi lên trời và tiết trên cao, thân cái đậu này mình phải leo lên. Và thế là chắc leo, leo rất là cao, đến tầng mây thấy cánh cửa kia. Nhìn đó kìa, lâu đài trông thật là to, mình đang tự hỏi rằng ai sống trong kia. Cánh cửa kia mở ra kia, người phụ nữ khổng lồ ở bên trong. Cô ấy nhìn chặt và vẫy tay chào, hãy vào bên trong ăn chút gì đi. Buổi sáng làm ngay liền cho chắc ăn. Ngoài cánh cửa kia có một tiếng động thật to. Phì phải vô vô, ta ngửi thấy mùi cậu bé. Sơ cậu trốn đi ngay và lấy những đồng tiền lấp lánh vàng, lên xuống cây đầu thần ngát xanh kia. Tiền vàng đó chắc đưa mẹ ngài. Và kế tiếp ngày sau cậu leo lên rất cao, tìm thấy một quả
Và kế tiếp ngày sau, cậu leo lên rất cao, tìm thấy cây đàn bằng vàng trong lâu đài ở trên cao. 3, 4, 4 ta ngửi thấy mùi cậu bé. Chắc hoang sơ cậu trốn đi ngài, nhưng có ngư khổng lồ chạy đuôi theo sau. Leo xuống cây đầu thần cậu chắc leo nhanh, rồi chắc chắc ngã đầu đi. Mẹ chắc cũng quá chắc nhiều bạn ở đây, họ giàu có thật lâu, thật rất lâu. Họ sống vui vui hơn nhiều mãi mãi sau này, hạnh phúc mãi 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 sau này. Chắc và cây đậu thần, yeah yeah yeah. Hết rồi. Yeah. Này các con, ai muốn ăn kem nào? Con. Bạn không quên thứ gì đó chứ Nathan? Những lời kỳ diệu. Làm ơn và cảm ơn. Ôi. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Chiếc bánh nướng mẹ làm cho tôi, mẹ bỏ ra cả buổi chiều nướng cho. Mỗi khi ăn chiếc bánh đó, ôm mẹ vào lòng tôi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn, cảm ơn làm ơn. Đồ chơi tôi mới có, đó mong quà của ba, đó là thứ tôi luôn mong chờ. Tôi đây vui lắm và vào lúc lấy nó khỏi người của ba, tôi nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn, cảm ơn làm ơn. Bạn tốt của tôi đang thả diều kia, trông tuyệt ghê ta và mình đây muôn thứ. Nhìn vào ánh mắt đó với nụ cười tươi và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn, cảm ơn làm ơn. Mình ngồi ở trên lớp trong một ngày kia, phải đi vệ sinh liền ngay lập tức, liền giơ cánh tay ngắt lời thầy cô và nói lời yêu thích này. Cảm ơn làm ơn, hãy nói khi biết điều đúng sai. Cảm ơn làm ơn, nói giúp ta lịch sự ban ơi. Cảm ơn làm ơn, cảm ơn làm ơn. Mẹ ơi, có chuyện gì với cặp song sinh vậy? À, Wendy, mẹ e rằng em đang cảm thấy khó chịu vì thời tiết, tội nghiệp các bạn nhỏ. Ồ không, vậy là các em ốm rồi phải không mẹ? Ừ, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc chúng. Đừng lo lắng, em sẽ ổn thôi. Baby tơ xôn môi rồi đây, đôi má hồng tươi, nhìn bé muốn ngu ngay bây giờ, trông yêu ớt làm sao. Thôi em Suzy baby hôn, đôi mắt thì ngưa, muốn giúp bé ngay thôi, làm cho em bé nhanh khỏe. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm.
thôi mà. Bé Suzy bé sốt rồi đây, ô phải làm sao? Miên giang đây ôi chao lạnh, ở đây vì em. Bụng cô bé Peter đau rồi, đáng thương làm sao? Uống thuốc nhé bé chớ sợ gì, và nghe chúng ta ca hát. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm. Tôi tệ lắm thầy, dù anh mang với gia đình kề bên, nhưng lúc ta luôn cần, đừng có buông thế bé này. Mẹ ơi, có vẻ như hai em bé đang bắt đầu cảm thấy tốt hơn một chút rồi. Ừ, đúng rồi Wendy, con thấy các em bé nhỏ có sự khác biệt lớn như thế nào khi các em cảm thấy bị bệnh rồi đó. Dạ, đó là liều thuốc tốt nhất. Vào lúc ôm, giúp chúng con vào lúc ôm, giữ ấm bé này vào lúc ôm, giúp lo cho con suốt ngày. Vào lúc ôm, giúp con ăn vào lúc ôm, nghỉ ngơi con này vào lúc ôm, nói con yêu mình sớm. Các con, chúng ta có một câu chuyện hoàn hảo cho hai đứa, chúng ta nghe nhé. Ồ, chúng ta cùng nghe. Đọc, đọc đi. Ngày xưa, ở vùng đất Thảo Nguyên vĩ đại, có một con châu chấu vui vẻ sinh sống. Tôi thích được chơi cả ngày dài, làm tôi vui và cảm thấy mạnh hơn. Vô lo tôi đây chẳng làm gì, mình chơi mà thôi tại sao phải làm. Lo cò tơ nhảy, lo cò nhảy, nhảy đến công viên với nhiều niềm vui. Lo cò tơ nhảy, lo cò nhảy, nhảy vui ghê dưới ánh mặt trời. Nhìn tối nay tôi đang nhảy múa. Những chú kiến hàng xóm của anh ấy đã làm công việc của họ trước tiên. Châu chấu tự hỏi tại sao những chú kiến làm việc chăm chỉ cả ngày. Chúng tôi thích chơi nhưng phải làm trước tiên. Làm việc thôi nếu hoàng sẽ không phiền lòng. Công việc suốt cả ngày dài, làm xong thì ta sẽ đi chơi. Lo cơ tay nhây, lo cò nhây, nhây đến cánh đồng kia mình lấy thức ăn. Lo cơ tay nhây, lo cò nhây, thật tuyệt ghê, mình hát với ca. Những chú kiến lo lắng và hét lên với châu chấu. Những chú kiến chạy ra khỏi nhà khi dỗ bắt đầu hú. Châu chấu chung chung chọn cách sai, việc chưa xong đã đi chơi. Thức ăn không được như chớ hằng ngày, rồi mai sau bạn phải trả giá thôi. Qua đi thời tiết đã chuyển mùa, trời không như không giống hôm qua. Vầng dương âm đâu mất rồi kìa, có thể ngày mai đây chúng quay về. Lo cơ tay nhây, lo cò nhây, tôi nhảy xuống ao mà thấy vui quá đi. Lo cơ tay nhây, lo cò nhây, mình tôi đây nhìn không thấy ai đâu. Này mọi người đâu cả rồi? Châu chấu đói và rất lạnh trong thời tiết mùa đông. Qua đi thôi, hôm qua nay chẳng ăn thứ gì. Tiếng gió kia rung rẩy tâm thần. Giúp tôi đi, xin giúp tôi đi. Này bạn có thể giúp một người anh em được không? Những chú kiến nghe thấy tiếng gõ và chúng chạy ra cửa. Họ để con châu chấu lạnh cống vào bên trong. Và châu chấu cảm ơn những chú kiến vì lòng tốt ngọt ngào của chúng.
tôi học được bài học của mình rồi. Làm việc xong mới đi chơi, công việc chớ có chờ hoài. Làm xong rồi chơi, nhớ bạn ơi. Lo cứ tới nhây lo cò nhây, nhây vào làm việc, công việc trước tiên. Lo cứ tới nhây lo cò nhây, vui thật vui, ôi thật là vui. Lo cứ tới nhây lo cò nhây, nhây vào làm việc, công việc trước tiên. Lo cứ tới nhây lo cò nhây, vui thật vui, ôi thật rất vui. Này các bạn, hãy chơi Johnny Johnny Vân Papa. Mình sẽ là Papa và các bạn là những đứa trẻ nhé. Nghe vui đấy. Được vậy đi. Johnny Johnny Vân Papa, bé cúp đùa không ba à, chơi lớp học không ba à. Nhanh đi bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Được rồi Nico, giờ bạn là cậu bé. Hiểu rồi, ba. Johnny, Johnny. Vâng Papa. Bé không vâng lời. Không ba à. Nói dối nghe. Không ba à. Luôn tốt bé ơi. Ha ha ha. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Chào Papa, chào Papa. Chào chào. Yay, tuyệt vời. Wow. Lần này cả hai người cùng nhau thế nào? Được rồi, Nico sẽ là anh trai. Tuyết, mình luôn muốn là một anh trai. Yeah. Johnny, Johnny. Vâng, Papa. Tên nhà với anh con. Không, ba à. Lấy bánh của anh con. Không, ba à. Luôn là bạn. Vâng, thưa ba. Chào Johnny, chào Johnny. Chào, chào. Chào Johnny, chào Johnny. Chào, chào. Chào Papa, chào Papa. Chào, chào. Chào Papa, chào Papa. Chào, chào. Johnny, Johnny, vâng Papa. Pha phát anh trai không ba à. Lấy hết đồ chơi không ba à. Luôn là bạn, vâng thưa ba. Tuyệt vời. Này các bạn nói gì hôm nay chúng ta đi phiêu lưu phải không? Ừ, đi công viên hoặc sở thú. Nathan, cậu có thể yêu cầu mẹ đưa chúng ta đi. Mình không biết nữa các bạn, hôm nay mẹ có vẻ rất bận. Thôi nào Nathan, bọn mình muốn đi chơi. Được rồi, mình sẽ cố. Mẹ ơi, chúng con muốn đi chơi mẹ này. Không mẹ ơi. Chúng con chơi slam được không đấy? Không không nào. Kẹo bánh chúng con ăn nhiều. Chẳng có cho. Đi mà mẹ, chúng con có thể không? Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Ồ các cậu, mẹ mình không bao giờ cho chúng ta đi bất cứ đâu. Này, có lẽ mình có thể thử hỏi và xem điều đó có giúp ích được không. Ý kiến hay, chúc may mắn. Bài tập con chân buông làm. Không bé ơi. Ăn thật nhiều món tráng miệng ngon. Không không nào. Chúng con muốn chơi bowling. Chẳng có cho. Thậm chí là đi dạo. Mẹ nói không. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Chẳng còn hy vọng gì. Chờ đã, để mình thử. Mẹ không thể cưỡng lại sự hấp dẫn và dễ thương của mình. Ở đây không có gì. Chúng con xem phim nha mẹ. Không mẹ ơi. Có thể u sinh tô này. Không không nào. Ngu qua đêm thế nào.
thì thế nào mẹ? Nà à, đi chơi với đội bóng đá của con. Không, chúng con thức khuya được không? Không đời nào. Đi ra ngoài công viên và chơi. Không 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 mà. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Đi mẹ. Không 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 mà. Đã nói bé không không không. Là không. Rồi, mình đoán mọi thứ đã an bài, không có cuộc phiêu lưu ngày hôm nay cho các bạn. Ồ. Ồ các con, mẹ đã hoàn thành công việc của mình, món kem đó thì sao? Thơm ướt, tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Chị nướng bánh không? Yeah, dạ em muốn. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, Becky và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ C. Đặt nó vô bên trong cái lò, carry và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ J. Đặt nó vô bên trong cái lò, Johnny và tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh, rồi lăn với nhồi đi và làm dấu với chữ bi. Đặt nó vô bên trong cái lò, em làm cùng tôi. Này các bạn, xem đồ chơi mới tuyệt vời của mình nè. Yêu tinh. Haha, giống như yêu tinh già trong câu chuyện về Billy nhà Prop à. Một con to sừng cứng, đây về Billy nhà Rob. Họ băng qua cầu, qua cây cầu đó, đi đến phía bên kia cầu. Rồi có thứ gì bất ngờ, yêu tinh xuất hiện, làm cho những chú dê con hay ngạc nhiên. Này con dê kia, dừng lại ngay, chớ có qua cầu nha. Ta đây bắt ngươi lại và ăn ngươi thật đó, nếu các ngươi không nghe lời. Chớ có ăn, ăn thịt tôi, bé nho không được ngon đây. Nếu ngài muốn ăn ngon miệng nên chờ chung. Người anh của tôi lớn to, anh ấy to hơn. Được rồi ngươi đi đi. Cầu đó đi đến
ta ngạc nhiên. Này con dê kia, dừng lại ngay, chớ có qua cầu nghe. Ta đây bắt ngươi lại và ăn ngươi thật đó, nếu các ngươi không nghe lời. Chớ có ăn, ăn thịt tôi, bé nhỏ không được ngon đây. Nếu ngài muốn ăn ngon miệng, nên chờ chung. Người anh của tôi lông to, ngon hơn tôi. Được rồi, ngươi đi đi. Rồi có thứ gì bất ngờ yêu tinh xuất hiện, làm cho chú dê ta ngạc nhiên. Này con dê kia, dừng lại ngay, chớ có qua cầu nha. Ta đây bắt ngươi lại và ăn ngươi thật đó, nếu các ngươi không nghe lời. Muốn thứ không yêu già đó, với giáo nhọn sừng chắc, sẽ ném người ra cầu đây. Và người khóc la đi nào yêu tinh. Và rồi chúng nó lao lao ngay vào chiên, rồi thấy hắn ta ngã nhào. Yêu tinh bông vang có cây cây cầu đó, và rồi khóc với la lên thật to. Ở đây nghe thuộc câu chuyện về con và chúng nó đến phía bên kia cầu. Chúng liền ăn bao cử chi nhìn thấy, mập mập to lên, chúng to lên hơn nhiều. Đến giờ giải lao. Hôm nay ra ngoài chơi sẽ rất vui đấy. Hãy chờ đợi các bạn trước khi chúng ta trở lại lớp. Điều rất quan trọng là phải rửa tay. Nhưng tại sao vậy cô? Để cô giải thích. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Giữ chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Khi chúng ta vui chơi, bạn ơi không nên quên. Ở ngoài trời thật vi trùng ở khắp mọi nơi, chẳng thể thấy chúng đâu. Chúng rơi thật sâu vào bên trong, chúng ta phải rửa tay. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ôi rắc bắn khắp nơi, nhặt rác đi bạn ơi, phải rửa tay đó nha, rửa thật sạch bạn ơi. Khi chúng ta đi vệ sinh xong, không được quên đó nha, hát lên giai điệu này. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Tạm biệt, cảm ơn cô. Tạm biệt, các em nhớ tiếp tục rửa tay của mình nhé. Này các con, bữa tối sắp chuẩn bị xong, đừng quên tắm rửa sạch sẽ nhé. Khi ta đi xe buýt hay đi bộ lang thang, xin đừng có quên vi trùng luôn ở quanh ta. Chúng khiến ta phát ốm khi ta không quan tâm. Những vi trùng nhỏ bé, chúng ở khắp mọi nơi. Rửa, rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Thấy rất vui khi chơi với chó cưng, đừng có quên điều này, chân của chúng rất là bẩn. Đôi tay ta làm ra rửa, rửa đôi tay, trôi sạch đi tất cả. Như chúng luôn sạch đẹp hoài, rửa đôi tay của bạn.
rửa sạch tay, xà phòng, nước, bọt xà phòng, rửa sạch tay. Ăn tối nào các con? Tuyết, con đang đói bụng. Và đôi tay của chúng ta chưa bao giờ sạch hơn vậy.